một người nổi tiếng rồi là gì? Không được nói điều mình nghĩ mà phải nói điều người khác muốn nghe. Bạn nhớ câu này cho tôi, nên là người nổi tiếng sống mà không có được. À thì chuyện hoa hậu hôm nay cứ định rằng mà quá trời quá đất luôn, mà sao không hiểu fan của Duy Nguyễn vô hỏi hoài. Mà thật ra Duy Nguyễn cũng không muốn nói cái chuyện này, nhưng mà buộc thế phải nói. Tại vì nếu mà không nói thì không có mindset gì các bạn trẻ fan của tôi mà lo chuyện bao đồng không à. Thì thay vì bây giờ lo chuyện qua hậu cái giờ chuẩn bị vào phòng kèo mua sách chưa, tính năm nay nhiêu điểm thì trường gì học trường gì, trường chuyên hay trường làng hay trường quốc tế. Tại vì Duy Nguyễn muốn hướng fan của mình đi là một những con ông chăm chỉ tập gym và đi học giỏi vậy đó, chứ không có muốn mất thời gian quá nhiều cho những cái suy nghĩ lệch lạc ngoài xã hội, cái chuyện qua hậu bông hậu gì đó nó quan trọng đâu. Tại sao Duy Nguyễn không nói nó không quan trọng? Ít ra Duy Nguyễn thực hiện video này là trên góc độ cá nhân của mình, và Duy Nguyễn không thuộc phe nào hết, cũng không phải phe bình mà phe chống. Có phe ăn tì qua hậu cũng ghê lắm. Nói chung gần nhiều năm gần đây nhức đầu quá. Tại vì sao các bạn quá nhiều qua hậu đi, biết không biết qua hậu nào xịn, qua hậu nào không xịn luôn thiệt. Ở đây thật sự bạn của Duy Nguyễn có những người cũng lớn là bằng tuổi Duy Nguyễn, mà cũng ở nước ngoài có, Việt Nam có, rồi làm những chức vụ cũng cao cấp có, nhưng mà lên nước đọc mấy cái đoạn mà gắn chữ vô miệng này nọ đó, gọi là đam tài me. Nhưng mà thôi đó là chuyện của họ đó. Còn bây giờ là Duy Nguyễn sẽ có góc nhìn của mình ở đây là gì, không đả kích ai cả. Và cái thứ hai nữa là muốn cho các bạn biết cái chuyện gì nên quan tâm và cái chuyện nào không nên quan tâm. Những cái chuyện nên quan tâm là gì? Tương lai chúng ta, thu nhập chúng ta. Thì thí dụ như bây giờ các bạn ra đường, các bạn ra xã hội mà các bạn để cho cái chuyện qua hậu để chiếm thời gian bằng nhiều quá, thì những người khác trong đó có Duy Nguyễn đánh giá mày rảnh nè, mày không chuyện gì làm nữa, mày loser, xong rồi tối ngày mày ăn rồi mày hết qua hậu rồi mốt mày tới qua gì. Khi mà phóng trao ma thì góc nhìn của em nó cũng không được cân bằng nữa, góc nhìn của em là góc nhìn theo phe, và nó thể hiện cái gì đó rất là bày đàn. Quay lại cái Duy Nguyễn muốn nói ở đây, muốn quan tâm ở đây là gì, về hai cái phát ngôn. Thấy cộng đồng mạng cũng căng lắm, lúc mà bạn bè ngoài kia uống trà sữa, em ngồi đây cố gắng thi qua hậu đúng không? Ở cái câu nói này á thì Duy Nguyễn thấy cũng đâu có gì đâu mà căng. Tất nhiên em này nói thì cái thế là sẽ bị người ta bị anti là dập nè. Nhưng mà em này mà nó khéo hơn chút xíu chỗ này bảo đảm không ai bắt được. Nó khéo là sao tôi biết không? Cũng là cái hình đó, nhưng mà nói là ở ngoài kia cuộc sống có những bạn sáng cà phê, tối tối cà phê, suốt ngày đi uống cà phê làm những chuyện vô bổ, hưởng thụ trước mắt. Em đây em luyện thi, bây giờ em đậu được Harvard, em đậu được Rice, em đậu được MIT. Đổ hoài danh đàm. Bạn làm nhất nha. Đúng không? Tại vì lúc đó đó cũng là cái sự so sánh thôi. Một sự so sánh là cô ta lấy bản thân cô ta thi qua hậu so với mấy bạn kia, là ý cô ta đó là chắc là không có tập trung làm này nọ kia nên không có được thành công như mình. Nhưng mà khổ một cái á là cái vị trí hoa hậu của cô này á là chỉ do tổ chức chấm thôi, nó không đại diện được cho một cái nền tảng cứng của xã hội. Cái bạn hoa hậu đó, bản thân bạn hoa hậu nào cũng vậy, gây tranh cãi. Nào là sao không chọn hoa hậu này chọn á hậu kia. Nên gọi là cái vị trí đó nó không đủ cứng. Chứ còn bây giờ một người được đậu vô đại học Harvard hay là MIT hay là Oxford gì đó, lúc đó ai dám đam, đúng không? Nó là hai cái câu chuyện, nó cùng chung bản chất, nhưng mà nó chỉ khác về cái đối tượng thôi. Nên nói tóm lại ở đây là Duy Nguyễn cũng không nhận xét cái phát ngôn của ta đúng hay sai. Tại vì đúng hay sai đây là đúng cho ai, đúng cho hoàn cảnh nào, nó phải đứng trên một cái góc độ nào đó thì mình mới có thể suy xét được cái việc đó đúng hay là sai. Thì có sai với Tú không? Nope. Ủa có sai với Duy Nguyễn không? Nope. Ủa sai đâu, em đi thi hoa hậu chuyện em đạt anh mừng cho em thôi, anh đâu uống trà sữa, anh đâu có gì đâu. Nói tóm lại là anh không thuộc đối tượng em nói. Nhưng mà cái đối tượng của cô hậu này nói chắc là mấy bạn mà không biết lo cho bản thân á, rồi chỉ biết ăn chơi hưởng thụ nhảy múa rồi đó, nói xong nhảy nhột. Theo như mình biết là được cái ngôi hoa hậu chắc là cũng có ăn tươi nhiều đó. Nên tóm lại trong câu chuyện đó nói nó không khéo thôi. Nó không khéo, nhưng mà nếu mà nói dẫn tới mức sai thì anh cũng cảm thấy sai. Đó là chỉ là cái quan điểm nhận định của ta nói thôi. Nhưng mà mạng xã hội bình binh thì cũng có, bình chống thì cũng có, giật quá trời quá đất luôn. Thì vậy cái cô này cũng trẻ đúng không? Cô trẻ này nọ tự nhiên giật mình thành công hoa hậu hết hồn. Đâu biết đâu ngày hôm qua còn là nữ sinh, nay thành hoa hậu. Đúng như báo chí nói là cái bài phỏng vấn của ta nó không được thực sự pro. Tại vì một người nổi tiếng pro là gì? Không được nói điều mình nghĩ mà phải nói điều người khác muốn nghe. Bạn nhớ câu này cho tôi. Ví dụ Nguyên Tú bắp không ai biết hết, mày nói gì mày nói Tú, thoải mái Tú, mày lo Duy Nguyễn là mày chửi mình. Nhưng mà khi Tú là một người nổi tiếng thì người ta sẽ xăm soi vô Tú. Lúc này Tú mà nói thật là Tú dở rồi, nên là người nổi tiếng sống thật không có được. Khi mà bạn nào muốn trở thành người nổi tiếng, bạn cần phải có cái lộ trình để thành công, và lúc đó phải diễn tập trước những bài phỏng vấn để không bị hở sườn, mà phải nói những lời thân thiện, nói những lời gọi là có cánh, hiểu không? Hạ mình xuống tới đây nè, uống nâng ta lên rồi nè. Nó phải là như vậy thì mọi chuyện không gì hết. Chỉ có một cái em này nói thẳng thôi. Vậy thì nếu mà cô ta nói bạn bè của ta đúng không, vậy thì cái đối tượng đụng chạm là bạn bè của ta có ai ý kiến không? Không biết nữa nha. Nhưng mà vấn đề những người không liên quan thì ý kiến rất nhiều. Ý kiến là cô ta không xứng đáng hoa hậu đúng không? Thì cái chuyện đó nó quay về cái chuyện ban tổ chức chọn cô này làm hoa hậu thì cô ta nhận thôi. Còn cái chuyện chọn lựa thế nào thì Duy Nguyễn là người không biết, Duy Nguyễn không bàn. Nhưng mà nói bản thân cô ta sai thì Duy Nguyễn không thấy cô nói nó sai, mà Duy Nguyễn chỉ thấy là sai ở chỗ là cô ta nói không khéo. Như vậy mà nếu mà chấp lỗi phát ngôn
thì trên đời tôi nói bạn không ai dám nói, đúng không? Các bạn có sòng phẳng ở đây, các bạn nhận định không? Nếu các bạn người ta chấp lỗi phát ngôn từng cái vậy, bạn nói cái gì bạn cũng chết, không có tiền cầm đất ăn, đúng không? Quá đúng chứ gì nữa. Nhưng khi người ta chấp lỗi bạn, nói em không được nói vậy, em nói không có tiền cầm đất ăn là không đúng, đúng không? Tiền phải kiếm này để cho nó kiếm. Ủa sao nói nhiều vậy, nhưng mà thật chứ không có tiền cầm đất ăn thiệt chứ bộ. Nhưng mà chỉ vì một cái lời nói như vậy đi lên án một cái bạn trẻ, quá trẻ, thì ở góc độ cá nhân không nên, nhưng góc độ về cái vương miện đó thì có nên. Ở đây có hai vấn đề. Một là cái vương miện, nếu mà ban tổ chức cảm thấy không xứng đáng thì ban tổ chức thu hồi. Còn góc độ cá nhân thì cô ta nói cái chuyện đó cũng như bao nhiêu cô gái khác cùng trang lứa cũng nói chuyện đó, xui cái là cái video chỉ vô, rồi lúc đó lên này lên kia, tự nhiên mình làm cho đề tài cho xã hội soi xét. Duy Nguyễn không quên, nhưng mà là Duy Nguyễn là một người cảm thấy mình làm vậy thì nó nghiệp ngã. Tại vì lỗi phát ngôn, cái gọi là lỗi phát ngôn bạn nghĩ đó là lỗi, nhưng đâu phải đó là lỗi. Bạn đồng ý với tôi không? Chẳng qua bạn nghe mà không thấy, bạn cảm thấy không hợp lý thì bạn cho nó là lỗi thôi. Thì bây giờ cô ta sống không vì cô ta nữa, mà cô ta phải sống vì dư luận, cô ta phải sống vì xã hội, và cô ta phải sống vì quan điểm của bao nhiêu người khác. Ôi áp lực quá, quá áp lực. Bởi vậy tao nói là gì, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn làm sao. Rồi câu thứ hai liên quan tới bạn trai là gì? Bây giờ nói chung là bây giờ em lên tầm cao mới rồi, em hy vọng bạn trai của em cũng phải lên nhanh để bằng em, đúng không? Ở câu này câu là cái câu này liên quan tới bạn trai cô ấy chứ cô không liên quan tới người khác luôn. Mà bạn trai cô ấy thì cô không ý kiến, mà tự nhiên người khác cũng vô ý kiến quá trời. Nhưng mà giờ theo bạn nè, bình tâm xã hội, đúng không? Mình không nói về cái chuyện bạn trai bạn gái, chuyện cá nhân tình cảm của cô hậu này, nhưng mà bây giờ mình nói về những cái mối tình học sinh. Và thực tế đặt vô hoàn cảnh các bạn đi, cái mối tình học sinh thì có bao nhiêu mối tình thành công các bạn. Tình cảm thì nó có thể nó phát sinh lúc này, nhưng mà nó vụt tắt lúc sau, khi mà hai người còn không còn chung một vị trí với nhau nữa, thì cái chuyện đến hay ở đó, cái chuyện đó cũng bình thường. Thậm chí bây giờ vợ chồng lấy nhau rồi bỏ nhau cũng là chuyện đâu có gì ghê đâu trời. Mình sống trên đời này, mình yêu một người là gì? Muốn cho cô ta hạnh phúc và thành công. Mình lấy một người là gì? Mình cần cô ấy, mình muốn sống với cô ấy, mình muốn mở mắt ra là nhìn thấy cô ấy mỗi sáng. Chứ còn đâu phải là yêu là bắt cưới. Yêu là một chuyện, mà cưới là chuyện khác. Tại sao Duy Nguyễn nói vậy? Có những cô gái yêu rất đã nhưng mà cưới ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Duy Nguyễn thích cái tính thực tế. Đó nên Duy Nguyễn hỏi luôn các bạn. Bây giờ ví dụ như Tú. Ngày cấp 3 Tú quen thằng nhỏ nào đó không biết đi. Mà xong rồi tự nhiên nhỏ kia nó học giỏi quá, giờ nó đậu Oxford rồi, đi qua Anh là học rồi. Tú buông thì Tú nắm. Nó lời thất lòng đi, suy nghĩ kỹ đi. Em nghĩ cho người ta thì đành phải buông thôi thầy. Sao mà giữ được. Đúng. Em không buông nó cũng nó chắc chắn cái thực tế là nó không buông em thôi. Lúc đó tự nhiên nó qua bên kia, nó tiếp xúc môi trường quốc tế, bạn bè nó toàn thứ dữ không à. Sau này nó làm những công ty cực kỳ lớn, vị trí nó cực kỳ cao. Còn Tú thì học ở đây thì Tú lẹn tẹn vậy sao quen được. Đổ quá là thực tế không giờ có hết. Nhưng mà những cái gì kỷ niệm đẹp nhất đời của nhau đã trao về nhau rồi, hối tiếc cái gì nữa. Sống ích kỷ vừa thôi mấy em. Rồi thêm một cái nữa, nếu mà Tú buông, đó là cách chọn lựa khôn ngoan nữa. Tại vì mình lùi tình yêu để mình lấy tình bạn. Còn nếu mà bạn nào mà nó không cần thôi, đó là chuyện các bạn. Còn đây là Duy Nguyễn có cái nhìn và cái phân tích của mình. Đó Duy Nguyễn đã nãy giờ chưa cầu đã kết cô ta. Nhưng mà Duy Nguyễn thấy cái chuyện này chuyện tình cảm nó bình thường thôi, mà tại sao tốn nhiều giấy gì báo nhiều mực vật tích đùng đùng hết. Mà trong khi cơm không lo kiếm, học có thì không lo học, tập tạ thì cũng không lo tập tạ nữa. Mà Duy Nguyễn mở live stream lên phát một, anh ơi nghĩ gì hoa hậu. Anh ơi nghĩ gì hoa hậu. Nên trong một sự việc có nhiều cách để xử sự cho nó hợp lý. Nó chỉ là một cái chuyện bình thường, chẳng nó diễn ra cho bao nhiêu người khác thì đó là gì. Nhưng mà trong cái sự việc này tự nhiên nó là như vậy. Nó chuyện vương miện hoa hậu thì cảm thấy xứng đáng thì để còn không xứng đáng thì thôi. Còn tất nhiên qua hoa hậu bây giờ Duy Nguyễn thấy quá nhiều rồi. Cái thời gian cho nó là gì? Thời gian mà Duy Nguyễn quan tâm bây giờ là gì? Phục hồi kinh tế. Cái định hướng mindset cho các bạn yêu thích học hành, hăng say lao động, đóng góp quốc gia, nâng tầm Việt Nam. Cái đó là những cái quan trọng. Nó còn bây giờ các bạn quá quan tâm tới vấn đề hoa hậu thì Duy Nguyễn chỉ nói ngắn gọn cho bạn hiểu vậy thôi. Đó, cái chuyện đó đối với Duy Nguyễn nó không lớn nha.